lồng hoa nha. Hiện tại vườn xà lồng hoa đang có rất nhiều loại hoa cây cảnh để trưng vào dịp Tết này. Và thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào nè. Và đây, đập vào mắt các bạn cũng như là mình đầu tiên là hai chậu cây sapa khổng lồ này. Mình sẽ review trước cho các bạn luôn. Đây là hai chậu hoa đỗ quyên vừa mới về vườn của mình luôn. Thì hai chậu cây đỗ quyên này được cắt tỉa tán tròn rất là đẹp. Nó giống như hình cây nấm hay là cây dừa vậy đó. Nó còn có rất là nhiều nụ này các bạn. Các bạn thấy không? Hoa đang nở. Đây là đỗ quyên cánh kép các bạn nha. Màu thì rất là tươi, hoa nở đều đẹp, nụ thì cũng rất là nhiều. Hoa mình nụ nhiều như thế này thì nở phải qua Tết mới hết được các bạn ạ. Và đây là phần dưới của cây nè, phía bên dưới hoa của nó là đây. Phần gốc rất là to, khỏe, được cắt tỉa rất là công phu nè, mới được cái phần tán này. Che chít cành luôn, những cành khỏe để cho ra được quả tán tròn to và nhiều hoa bên trên. Và các bạn có thể sở hữu một cặp đỗ quyên như thế này, trưng ở trước hiên nhà, trước cổng hay là trước cửa. Hoặc là cũng có thể trưng ở trong phòng khách cũng được. Vừa trang trí thêm cho ngôi nhà của mình, vừa mang ý nghĩa là cầu may mắn. Và một bật mí nữa cho các bạn là cặp đỗ quyên này có giá là. Và đối với cái cây đẹp như thế này, cây to, hoa nhiều và màu sắc sặc sỡ, đang nở hoa rất là đẹp như thế này thì giá này hoàn toàn hợp lý các bạn nha. Và các bạn hãy liên hệ ngay đến Sài Gòn Hoa để có thể sở hữu cho mình được những cây đỗ quyên đẹp, hoặc là những loại hoa cây cảnh khác để trang trí vào Tết này cho gia đình của bạn. Ở phía trong này thì còn rất là nhiều các loại hoa cây cảnh khác nhau. Thì mình sẽ tiếp tục review cho các bạn nhé. Và các bạn hãy cùng chờ xem nhé.